Hello everybody, something with me. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của siêu nhân gameplay. Vậy là sau những tháng ngày xa cách thì hôm nay chúng ta lại quay trở lại với nhau. Và chúng ta đã quay trở lại với hơn 30 trận đấu yêu cầu. Một con số nói lên tất cả. Và trước khi vào trận đấu thì siêu nhân gameplay muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những bạn đã like, subscribe, comment và chia sẻ video. Ok, và trận đấu đầu tiên của chúng ta hãy ngay vào luôn đi. Trận đấu đầu tiên đó chính là trận đấu của bạn Mobile TV Off. Bạn yêu cầu trận đấu giữa Seven với Epitiga. Ok luôn, Seven với Epitiga. Seven với Epitiga. Ok luôn. Mobile TV Off hình như đã được bốc thăm trúng số 2 hay 3 trận đấu gì đấy rồi. Một trong những người may mắn có khả năng bốc trúng nhiều nhất. Nhìn đấy. Mày à. Bố mày sợ quá. À đã. Một pha phản công nhẹ đến từ vị trí của FTG, nhưng không đủ là chúng ta phải dùng like. Không ổn đâu, không đùa được đâu. Mày à, bố mày sợ. Úi sụp, úi sụp. Phi thân à. Phi thân à. Một cú đá vào mồm. Úi xôi ôi, mày chuẩn như không cần chỉnh luôn. Mày à. Ok ok. No. Chết luôn, như còn làm gì nữa. Trời ơi, hay thế nhá. Dùng ngay cho đi. Quá hay. Vì lượng sát thương là không lớn nhưng mà đủ. Trời ơi. Trận đấu này khá là cân kèo. Ok. Rất khó khăn. Khó khăn. Khó khăn với mày đấy. Vào đi. Ây à. Ây à. Ui dồi dồi, hay quá. Biến bóng khá lạ thường. Trời ơi. Tiền đối phương phải không hiểu rằng chúng ta sẽ ra cái chiêu gì tiếp theo, là đối phương kiểu ngủ quán giữa dòng đời hối hả. Quá hay. Bình tĩnh, chúng ta thắng đến nơi rồi. Có ai đi. Nếu như mà xét về cái khả năng để đi thi đấu chuyên nghiệp thì chắc chắn siêu nhân gameplay đứng trong top 100 quay lại rồi. Ok, chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. Xin chúc mừng bạn Mobile TV Off là người thách đấu yêu cầu trận đấu chiến thắng. Vâng, trận đấu tiếp theo là của bạn. Bạn tên là Anh Cao. Bạn yêu cầu trận đấu giữa Seven với Cosmore. Tên đấy tên. Tại sao người có vẻ như các bạn đang rất thích cái Seven đúng không? Nhiều khi chúng ta bắt gặp một trận đấu yêu cầu bốc thăm trúng sổ số mà lại trúng hai người, hai Ultraman cùng chung một nòi luôn. Ok. Sao? Mày có biến hình không? Bố mày nhìn thấy mình ra mặt rồi đấy. Ăn. À. À. À chà. Ô. Oh. Khá nhờ. Khá đấy. Rồi. Biến hình. Biến hình lên bố mày. Bố mày nhờ với mày. Còn lợn nhựa. Khó chịu luôn. Biến hình mau đi. Một trận rất là khó khăn đối với con mò. Nói chung là chúng ta phải đợi làm sao cho nó biến hình đây. Mày có biến hình không?
Rồi ok, vâng. Cuối cùng thì con lợn nhựa này cũng đã biến hình rồi. Trận đấu này bắt đầu thì trở nên khá là căng thẳng. Quay lụa. Chúng ta đã quá khinh thường đối thủ hay sao? Đối thủ đã kịp bật luôn cho mình chiếu thức để phản công. Kinh thật. Mày khinh thường tao ạ? Mày biết tao là ai không? Không. Một pha phản công không hề nhẹ đến từ vị trí của Steven. Anh vứt luôn cả nón của mình. Nào, bắn một phát lao vào giữa ngực của con mò. Con mò có vẻ đang đau. Mình lao lên nhưng không nhận được gì cả. Bây giờ dòng năng lượng đỏ vẫn đang chảy. Chỉ từ khi nào mà anh ấy chuyển qua trạng thái cuối cùng, trạng thái thứ ba, thì chúng ta mới có thể kết thúc được cái sự bất công này. Nhưng mà đấy lại là một cái lợi cho chúng ta mà. Ôi, chiêu này như shit vậy. Lượng sát thương tạo ra không bằng một con muỗi đốt. Ôi, hay quá, chúng ta đã kịp ngăn cản thành công con mò thì đừng biến hình nữa. Ok. Mày biến hình làm cái gì? Chết rồi, thôi chết luôn. Chiêu thức mạnh nhất. Quá nhanh gọn, chúng ta đã giành chiến thắng. Nó quá dễ. Vẫn chưa, chúng ta vẫn chưa bị hạ 99.99% tỷ lệ thắng. Để chúng ta đến với trận đấu thứ hai. À, xin chúc mừng bạn gì nhỉ? Bạn anh Cao đã giành chiến thắng nhá. Okay. Trận đấu tiếp theo là của bạn. Vâng, trận đấu tiếp theo là của bạn Fate L R R O R S A N S. Fateo Aaron Sen. Vâng, bạn yêu cầu trận đấu giữa Cosmo với Ultraman. Ok luôn. Không phải ngại một con thật hả? Ultraman à? Đâu nhỉ? Phòng luôn anh ơi. Người em đang nóng sôi. Cảm giác như kiểu vừa uống một viên rocket 10 giờ vậy. Tất cả mọi bộ phận cơ thể đều đang rất là cứng. Cơ hội biến hình. Cứ ngỡ rằng đấy là cơ hội nhưng mà không. Vai trưởng đấy. Ê, cho em biến hình cái nào. Ok, rất khó khăn luôn. Không biết chúng ta phải làm như thế nào nếu không được biến hình đây. Biến hình cái rồi. Còn lợn nhựa này biến hình cái. Vâng, mày chết rồi con lợn. Mày chơi bẩn với tao. Ôi dồi ôi, có biết là cái sự cay cú này sẽ được trả giá đến thế nào không? Người nóng hơn 100 độ C rồi đấy. Có vẻ là không ổn rồi. Không ổn thật. Ok. Cuộc sống như một trò đùa vậy, mông lung và rất là vị tha. Khó khăn rồi. Đừng làm mất tỷ lệ 99.9% của tao chứ. Cái đi. Này thì 99.9% này. Ok, bình tĩnh. Đừng để cho nó có cơ hội tạo ra một khoảng sát thương nào đấy. Nó sẽ rất là bất lợi cho chúng ta. Hãy đỡ lấy sự phấn nộ của ta đi. Có lợi nhựa trên tiền này. Quá hay đi, chỉ cần một chiêu trường nữa chúng ta sẽ kết thúc một trận đấu. Vâng, vậy ai sẽ là người chiến thắng? Quá, những cú đá nữa thì phải gọi là đâu vật đấy. Mày. Úi giời. Hay thế nhở. Rồi rồi, mình đừng để làm mất nhịp, đừng để làm mất nhịp. Ok. Khá đấy, ta có lời khen. Và cuối rồi.
Hay quá. Nói gì đi các bạn ơi. Nếu như Ultraman đỡ được quả này thì trò chơi kết thúc. Ui dồi ôi, hay quá. Tạ ơn trời Phật về là trận đấu yêu cầu chúng ta lại tiếp tục một lần, tiếp tục với tỷ lệ 99.99% tỷ lệ thắng. Và chúc mừng bạn Kartel Aaron Sen đã giành chiến thắng khi đứng vai trò là người thách đấu. À, yêu cầu trận đấu. Ta đến với trận đấu thứ tư. Vâng, trận đấu thứ tư là của bạn Tuấn Nguyễn. Bạn yêu cầu trận đấu giữa Taro với ACE. ACE à? ACE là một vị tướng khá khó chịu. Khi mà anh có cái chiêu phun ra mùi thơm nồng nặc của miệng không đánh răng tầm khoảng mấy chục năm rồi. Nhưng mà không sao hết đi. Anh đây không ngại thằng nào. Ê, phun lửa. Ai cho phun lửa ở đây? Cấm ở đây, cấm những cái hành vi mà sai trái cũng như là phun ra lửa sẽ gây cháy nổ. Khá nhở? Khá đấy. Cú đá lốc xoáy. Đó là sao chúng ta đã bị thất bại. À, khá thấp. Ui dồi ôi, một lần nữa này. Ui dồi ôi, ở đấy nó bị, nó đấm được rồi thì thôi. Mày nghĩ dễ nhá, dễ ăn lắm. Dễ ăn lắm à, quá hay đi chứ. Ôi giời. Ôi giời. Đâu có đánh. Sợ. Bố mày lại sợ mày quá. Bố mày lại sợ mày quá cơ. Sức mạnh, năng lượng ánh sáng. Quá hay đi, chúng ta đã không bị đúng một cái chiêu trưởng ở đến vị trí của ACE. Quá hay đi. Tại sao lại là người nắm giữ cái vị trí ấy? 99.99% trận đấu thì các bạn cũng phải biết rồi. Bố mày đã được. Ủa mày không tin, bố mày không giống được mày. Sợ thật. Úi sợ quá. Sợ thế nhá. Úi dồi ôi, kết thúc trận đấu luôn, đừng có làm gì. Sinh ra được cái chân dài để làm gì. Wow, một cái chiêu thức nó cứ phải gọi là... Ok. Hoa hòe. Chết luôn, làm sao mà sống được với cái chiêu lốc xoáy này thì tất cả mọi đòn chặn đều trở thành con số 0. Vâng, vậy là chúng ta đã đến với trận đấu cuối cùng rồi. Nếu như ai vẫn đang còn lưu luyến quê nhà thì tự nhiên lại nên để lại chúng nó một cái gì đấy. Vâng, và trận đấu cuối cùng là trận đấu của bạn Hải Vân. Yêu cầu trận đấu giữa Dina với lại FPT Ga. À, xin chúc mừng bạn gì nhỉ? Bạn nãy vừa thắng trận là bạn nói là của bạn Tuấn Nguyễn à? Đúng rồi, chúc mừng Tuấn Nguyễn là người thách yêu cầu trận đấu thay chiến thắng nhá. Dina với lại Vitica, ok luôn. Dina đâu? Nếu mày lại sợ mày quá Evit ạ. Không được, để Vitica dưới đây. Và ngay vẫn luôn, không phải nói nhiều, không phải làm nhảm. Anh đây không thích làm nhảm nào. Lê Hoàng Đấm. Úi xời ơi, những cú đấm xuyên vào trong lỗ bụng của đối phương làm cho đối phương cảm thấy đang rất đau đớn. Có thể với các bạn, tôi có thể cảm thấy điều đấy. Bởi vì tôi là một trong những người từng trải.
chết luôn, không làm gì. Ba viên, ba cú trưởng khí nhỏ đã rơi vào răng của anh. Rất cay đắng đấy. Nhưng mà không thể làm gì được tận đâu. Nghĩ làm sao mà thắng được anh à, à, nghĩ làm sao. À, có lợn nhựa này. Dám đỡ khiên của anh à. Rất vất vả để có thể đỡ được cái, rất vất vả để có thể tạo ra được một tổng trưởng. Nó lại chấm dứt bởi cái chiêu khiên quá vớ vẩn. Và chiêu khiên đấy nó giống y hệt với xúc sắc của chúng ta vậy. Tỷ lệ 1/100. Đỡ hổ. Quá cay nghiệt luôn. Tôi không thèm biến hình luôn. Không thèm biến hình luôn. Thôi, mà thế thôi nhưng mà vẫn biến hình. Không ngầu. Ok. Úi dồi. Bố mày là sợ bão. Úi dồi, những cú đấm những cú phải gọi là nặng chịu. Chứa được bao nhiêu sức mạnh ở bên trong. Tôi vẫn không hiểu tại sao. Úi dồi dồi, ok mày. Ok, chúng ta vẫn phải dính một đòn trưởng. Cũng không sao cả, nó không ảnh hưởng quá nhiều đến tính mạng của chúng ta. Ok, chiều tâm giác. Ok, tùy sát thương là lớn đấy, nhưng mà nó không ảnh hưởng nhiều. Mày à, mày, một nắm đấm. Nắm đấm đấy. Một khi mà đã bắt được cái chiêu này nữa rồi thì không thể nào có thể chống đỡ được đâu. Em hết cơ hội bật khiên rồi, em biết à. Vâng, và là xin chúc mừng bạn Hải Vân đã là người yêu cầu trận đấu chiến thắng. Nếu thấy video hay, nhớ like, subscribe, chia sẻ và ấn comment yêu cầu trận đấu.